Ừ, anh đây. Em có thuyết phục được ông Smith ghé thăm nhà hàng anh một cách bí mật? Anh có phát hiện ra không đấy? Thế à? Đã là bí mật thì làm sao mà anh biết được? Ông ấy nói sao? Ông ấy không tiết lộ, nhưng đồng ý sẽ gặp mặt anh để cho lời khuyên. Bao giờ thế hả em? Ngay tối nay. Tối nay á? Tối nay anh bận rồi. Hôm khác được không? Ngày nào cũng được, trừ tối nay ra là được. Anh chỉ có tối nay thôi, bởi vì đêm nay ông ấy sẽ về nước. Thật ra cuộc gặp này có hơi chút nhạy cảm. Hơn nữa, sau khi rời Việt Nam, ông ấy sẽ có hành trình đi châu Phi nửa năm. Nếu như anh không chấp lấy thời cơ này, e rằng sẽ không còn cơ hội lần thứ hai đâu. Ok, vậy tối nay nhé. Em hẹn đồng ý giúp anh. Anh nhận địa chỉ nhà hàng sau. Cảm ơn em. Em đâu rồi? Anh bảo này, anh có lịch đột xuất, phải gặp đối tác quan trọng. Anh sợ là không có nhà em được rồi. Em nói bố mẹ thông cảm giúp anh nhé. Con chào bác ạ. À, đến đây con. Mẹ con có ít khế chua và mang sang cho bác. Xin chào. Đấy, thỉnh thoảng cũng phải tạt về nhà một tí cho mẹ đỡ buồn. Chứ ngày nào cũng gọi điện cho bác than thở. Thường lắm ý. Bác lòng cả cái ly đâu ạ? Cái ly đã về đâu? Chắc là chờ Quy rồi về luôn thể. Còn bác Long ra chợ để mua húng chó. Mà bác không hiểu tại sao lại cứ nhất quyết là phải mua húng chó cơ. Hai bố con giống nhau này bác nhỉ? Ừ, đấy. Mà bác nói thật nhá, bác thấy vui lắm ý. Cái ly có người yêu rồi, còn con cũng xem chọn một cô nào đấy đi. Như thế có phải cả hai gia đình cũng vui không? Mẹ Tú về rồi đấy à? Quy đâu? Quy không về cùng với con à? Chắc đang gửi xe bác ạ. Tự nhiên anh ấy có việc bận đột xuất nên là không tới kịp mẹ ạ. Không đến hay là tí nữa đến? Không đến ạ. Ôi giời ơi, mất cả hứng. Là mẹ chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn như thế này? Không sao bác ạ, việc bất khả kháng mà, công việc là trên hết. Với lại không có ông Quy, con càng được ăn nhiều. Mày làm sao mà ăn hết một đống kìa? Con ăn hết ở chỗ này đấy. Thật không? Thật. Thế được rồi, thế thì ngồi vào bàn đi. Mẹ có cần giúp gì không? Không cần. Vào bàn đi. Vâng ạ. Cảm ơn mẹ nhá. Không có gì. Chị, lần sau chị đừng mua cho em nhiều như vậy nữa nhá. Em cứ bị thích ấy. Nói mà không biết ngượng à. Có đáng gì đâu ạ. Những món quà này so với nhà mình thì không thể gọi là vật chất được. Chỉ tính là tình cảm thôi. Đấy mẹ thấy chưa? Người trao tình cảm cũng mong có người nhận mà. Như vậy mới có ý nghĩa. Thế thì tối hôm nay á, Minh Anh phải để cho bác trả tiền nha. Bác cũng muốn đền đáp lại tình yêu của Minh Anh dành cho bác. Dạ. Ơ, anh Quy. Sao cả nhà mình ở đây này mẹ? Phải hỏi tại sao anh ở đây mới phải chứ. Em tưởng anh qua nhà bạn gái rồi mà. Anh có việc đột xuất, phải đi gặp đối tác. Nghe nói là bác thích ăn đồ Nhật nên ngày hôm nay em đưa bác đến đây. Anh tiếp ông Smith xong thì vào với mọi người nhá. Thế anh cho nhà bạn gái lâu cây à? Bé này, này, con tiếp khách xong á, rồi quay lại ăn chung nha. Vâng, con vào gặp đối tác lại nhá. À, bác ơi, lâu lắm nhà mình mới có dịp tụ họp đông đủ. Mình cùng chụp một tiểu ảnh nhá, con muốn gửi cho bố mẹ con. Ừ, được chứ, máy đâu? Đây, để con chụp. Đây. 2, 3. Tiếp ạ, 2, 3. Rồi, đẹp quá, đẹp quá. Để có mẹ. Mày ngồi nhá, con vào. Chụp anh vào luôn nhá. Linh ơi, nhớ đăng hình luôn nha. Tác chị vào đấy. Ok chị. Con mời bác ạ. Mời con. Dạ. À, thưa với cả nhà, hôm nay lỡ mất cái hẹn.
Kể ra thì cũng... Thế nhưng mà không sao, thiếu gì dịp phải không Tú? Vâng. Tú. Dạ, con cảm ơn ạ. Mời cháu. Bác với cháu uống coi như là tập dượt để chuẩn bị cái việc thẩm định trang rể tương lai. Cháu có nhất trí như thế không? Nhất trí ạ. Con mời bác. Chúc mừng. Mẹ, ai hôm nay mà không đến ý, thì chỉ thiệt thôi. Đồ ăn ngon như thế này cơ mà. Chứ còn gì nữa. Đúng đấy. Tài năng nấu ăn của hai bác nhá, gọi là số 1 luôn. Chứ cái ông đầu bếp gì mà ten point cái gì cho con Ly á. Ừ. Vâng. Ăn đi. Ăn đi. Này. Hai. Cái thịt vịt này á, là phải ăn với húng chó. Nó mới ngon, nó mới thơm cháu ạ. Đấy, húng chó đấy.